Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Các tờ báo lớn của Trung Quốc đều đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó nhấn mạnh về sự tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế là các nội dung được kỳ vọng. Tờ China Daily nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ sau khi Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc. Tờ báo dẫn lời một chuyên gia nghiên cứu kỳ cựu về Việt Nam tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, bà Phan Kim Nga cho biết quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc về bản chất là rất độc đáo và quan trọng, là quan hệ giữa hai đảng cầm quyền đóng vai trò điều hướng trong quan hệ song phương tổng thể. Bài viết đưa ra các số liệu khẳng định mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc khi thương mại song phương hàng năm đã vượt 230 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Hai nước cũng đã có các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên trong năm nay để thúc đẩy chương trình hợp tác. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Trang Quốc Đồ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Hạ Môn cho biết, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Trung Quốc sau Đại hội 20 của nước này đã thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản. Theo Thời báo Hoàn Cầu, các chuyên gia cũng nhận định cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ giúp đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước lên tầm cao hơn. Theo tác giả bài báo, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, bất chấp tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra. Dữ liệu cho thấy, nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng 30%, đạt 110 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Trong khi đó, bài viết với tiêu đề Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, dẫn lời nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Đại học Waseda ở Tokyo, Kanvin Phung Ka-shing khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc phản ánh tình đoàn kết giữa hai bên. Điều này giúp hai nước vượt qua mọi trở ngại.